第十六课，多少钱一瓶？师傅，我买啤酒。你买几瓶？多少钱一瓶？三块五。我买两瓶，再买一瓶汽水。两瓶啤酒七块，一瓶汽水两块五，一共是九块五毛钱。 给你钱。师傅，我买啤酒。từ sư phụ có nghĩa là sư phụ để gọi một người có một nghề nào đó từ mãi có nghĩa là mua phí chiều là bia uống phí chiều tôi mua bia cả câu dịch là sư phụ tôi mua bia

bao nhiêu tiền một chai? 3 5. khoai 5 từ khoai là tệ, 3 khoai 5 ba tệ dưới. Tôi mua bình, âm Hán Việt là lưỡng, có nghĩa là hai chỉ số lượng. tiếng hai chai. 我 mãi两瓶, tôi mua hai chai. từ dải, âm hắn việt là tái, ở đây có nghĩa là thêm. dải mãi, mua thêm. dải mãi, đi ping, mua thêm một chai. từ chi sưởi, âm hắn việt là khí thủy nhi, có nghĩa là nước có ga. dải mãi, đi ping, chi sưởi mua thêm một chai nước có ga. Cả câu này dịch thành, tôi mua hai chai, mua thêm một chai nước có ga. 2瓶啤酒, 7 2 bình 7 khoai, 1 bình sở khoai sư, khoai 2 bình 7 khoai. Hai chai bia 7 tệ. 一 pings chìa sưởi liáng khoai ủ một chai nước có ga hai tệ rưỡi ý cùng âm hán việt là nhất cộng có nghĩa là tổng cộng ý cùng sử, tổng cộng là từ máu có nghĩa là hào chiều khoai ủ máu chín tệ năm hào chiều khoai ủ máu chén cũng có nghĩa là chín tệ năm hào từ chén thường được thêm vào cuối khi nói về tiền ý cùng ừ. sự chiếu khoa ủ máu chén tổng cộng là chín tệ năm hào kế nhỉ chén từ kể có nghĩa là cho kế nỉ chén nguyên văn là cho anh tiền ở đây có nghĩa là tiền của anh đây trả anh tiền